cả nhà, thấy chưa cả nhà, chỗ này là hôm bữa mình tham dính con cá lóc khủng gần 700 gram. Được em cá lóc này tuy không có khủng như những lần trước, bắt cho cả nhà coi con cá lóc lạ lắm, chưa từng thấy luôn, mình chưa từng thấy bao giờ, đánh bắt cũng nhiều lắm rồi mà chưa từng thấy con cá lóc như thế này. Cả nhà coi xong mình sẽ giải cứu em ấy luôn nha. Này, đây là em cá lóc, không biết làm sao, do nguyên nhân gì mà em ấy không tìm được thức ăn, nó bị suy dinh dưỡng này. Rồi cái đầu chạy giờ nè, thả nha, rồi đi đi tìm thức ăn nha đó. Dạ, thân chân kính chào của chú anh chị và các bạn. Sáng sớm hôm nay là mình lại tiếp tục đi săn bắt ở trong cái cánh rừng. Chỗ này là rừng năng với sen lẫn lộn, bên kia là đường cao tốc xuyên qua cánh rừng đó cả nhà. Lợp cá lóc của mình thì mấy bữa rồi không có đi dở, vuông vô đây thì đường khó đi lắm, chắc chở. Thì có một em cá sặc nó ngồi lên trên. Ui, gần gần luôn rồi cả nhà ơi, miếng nhít cái lợ của mình luôn rồi. Mấy lần trước á mình cũng có đi thăm và buổi chiều cũng dính cá sặc giống vậy nè. Một mớ cái sặc ngon ghê không, đổ ra xong á là mình sẽ đặt lại. Được nhiêu đây nè cả nhà, mình đặt lại cái này sau đó mình đi tiếp vòng mình vòng quanh đó nha, hết thảy là cũng khá nhiều lắm, tổng cộng là mấy chục cái luôn. Lần nào mình đi thăm ở trong cái cánh rừng, cái chỗ đó hả, rừng sen với năng này nè, trúng lắm. Chỗ này là dính một cá lóc bự khủng bữa. Ý, lỡ đây Caramel. Này cả nhà, thấy chưa cả nhà? Chỗ này là hôm bữa mình tham dính con cá lóc khủng gần 700 gram. Ở chỗ này rất là ấm nha, mình sẽ đặt lại. Em này thì không có khủng nhưng mà cỡ cầm tay mình đó. Quá im. Vô mấy bữa rồi sao mà cái mỏ này chạy hết trơn. Trời. Hé hé thôi nghe cả nhà, chứ mình không có dám để lâu. Đó, khi lên trên bờ mình sẽ cho cả nhà coi kỹ sau khi dở hết. Giờ là mình sẽ đặt lại cái lợ này. Nếu như có cá bự mình đi đậm nước như vậy là tung dữ lắm mê. Một đàn cá sặc nữa rồi. Cá sặc này chiên giòn và kho khô, cái nào cũng ngon. Nhiều quá là mình mới gỡ cái cây, còn ít ít này là mình thọt tay vô bắt luôn.
Rồi bây giờ là dân sẽ neo lại cái lò ngay chỗ này, mình sẽ đi thăm tiếp. Lắm mà không có dính em nào hết trơn, để mình kiểm tra coi có gách hay không rồi sẽ đặt lại chỗ này, neo lần nữa đi. Mình nhớ cái này hôm bữa nè, đi động về con cá lóc của nó bay lên luôn á, do một cái lỗ tung ra. Có cá. em cá chê năng á, gôi như thế này thôi chứ nó không có bự lắm. Cái chê năng như thế này là được rồi cả nhà ơi. Bỏ vô thùng. Rồi đặt lại cái lò này mình đi xăm nữa nha. Xong rồi mình đi qua bên chỗ cái cánh gừng tràm được hạ bên kia, mình đặt một mớ quả nữa. Mình đi qua cái khu gừng tràm được hạ nè cả nhà ơi. Quá xả đuối. Thầm ở bên kia thì có cái không nha. Cũng được một ít. Cái lò này là hôm bữa đáng nhớ, đại gia đình cá lóc vô đây luôn, nguyên một em bự chà bá. Chuyến này không có cá lóc mà là nguyên đàn cá sặc. Mình sẽ bắt bỏ vô rồi đặt lại chỗ này im lắm, rồi đi thăm tiếp chỗ khu rừng tràm này lại cũng nhiều lắm. Lại là cá sặc nữa cả nhà ơi. Chỗ này mình thấy cái lò nó ngập lúc cũng nghi ngờ là cá khủng. Lại như đúng quá. Cả nhà ơi, lạ lắm luôn. Chưa từng thấy một em cá lóc. Cá lóc này là do không biết bị gì nha. Mấy cá sặc mình gom lại. Bắt cá xong rồi mình cũng đặt lại cái lò này chỗ này luôn, tại vì chỗ này im lắm. Bắt cho cả nhà coi con cá lóc lạ lắm. Chưa từng thấy luôn, mình chưa từng thấy bao giờ. Đánh bắt cũng nhiều lắm rồi mà chưa từng thấy con cá lóc như thế này. Cả nhà coi xong mình sẽ giải cứu em ấy luôn nha. Này, đây là em cá lóc. Không biết làm sao, do nguyên nhân gì mà em ấy không tìm được thức ăn. Nó bị suy dinh dưỡng nè. Rồi cái đầu chạy giờ nè. Thả nha. Rồi đi đi. Tìm thức ăn nha. Đó. Rồi bơi đi rồi. Đặt lại rồi mình đi thăm nữa. Nước nó luồn qua bên kia á. Ôi, có cả nhà ơi, thấy chưa, chỗ này ấm như vậy mình sẽ đặt lại nha. Cá gô mề với một em cá chê năng nè, cá chê ngon ghê vậy đó.
có con nào hết trơn. Mình giặt lại cái lọ này rồi đặt lại. Sao nhẫm cái đít cao quá vậy ta? Mấy cái nhẫm đít này mình cũng hồi hộp lắm á. Chỗ cái cánh rừng hạ này nè, hôm bữa mình dở cá lóc khủng đó cả nhà. Được con bớ cá sạch. Hôm nay cá sạch cũng rồi rồi sao mà không có bự. Cái này là hết rồi cả nhà ơi. Sau đó là mình sẽ lên trên bờ lấy gỗ đổ ra cho cả nhà coi nha. Hôm nay là thất thu, nhưng mà gom gom cũng được bữa ăn á. Kho khô với nấu canh đủ. Đuối quá. 40 cái lờ cá lóc mình chia ra làm hai cánh, cánh gừng đăng với sen, còn bên cánh gừng chàm được hạ thì hôm nay thất hơn mọi khi. Mọi khi trúng dữ lắm, dính cá lóc già, cá lóc khủng không á. Lần này thì tuy thất nhưng mà cũng được một em cá lóc nè. Rồi cá sặc nữa cũng được bữa ăn cả nhà. Một số cá chê năng, cá chê năng này thì thịt rất là ngon, nhưng mà cái loại của em ấy thì không có lớn nữa, chỉ gôi gôi như thế này thôi, cho nên là mình không có thả. Mọi khi những cái cá chê nhỏ nhỏ rồi đó mình hay thả, những cá chê này thì được rồi, bắt cỡ này là ngon rồi, nó không có lớn nữa cả nhà. Thành quả hôm nay được một mớ cá ngon ghê không. Được em cá lóc này tuy không có khủng như những lần trước, nhưng mà vớt vát đánh bắt mà tuy cực nhưng mà vui, đủ bữa ăn là mừng rồi. Bữa chất bữa thất bữa trúng là chuyện bình thường nha cả nhà. Rồi bây giờ là mình sẽ treo lên xe đi về đây. Mình cũng không biết là có ngay con nước hay không, để lần sau mình để neo vài lần rồi đi, vài bữa rồi đi vô thăm sao. Chỗ cánh gừng bên đây thì đi cũng khá là vất vả, cây cối thì chằng chịt quá xá mệt đuối luôn. Thành quả thì hôm nay không có được trúng lắm, đủ một bữa thôi cả nhà. Đến đây thì Thanh Dân xin phép kết thúc cái chuyến đi vô gừng năng và gừng chàm được hạ thăm 40 cái lờ cá lóc. Hôm nay không được trúng. Dạ, Thanh Dân kính chúc cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.